Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, và hai con gái là Trần Uyên Phương, 43 tuổi, Trần Ngọc Bích, 40 tuổi, về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an cho rằng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận lần đầu. Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua hai dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai. Năm 2019, do khó khăn nên bà Anh gặp ông Trần Quý Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại hai dự án trên, khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Năm 2020, bà Anh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt dự án Minh Thành có giá trị thời điểm tháng 8 năm 2020 là gần 428 tỷ đồng và chiếm đoạt dự án Nhân Thành đều của bà Đặng Thùy Kim Oanh là gần 454 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Trung có giá trị thời điểm tháng 3 năm 2020 là gần 49 tỷ đồng chiếm đoạt 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng có giá trị thời điểm tháng 11 năm 2020 là hơn 80 tỷ đồng, chiếm đoạt 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông có giá trị thời điểm tháng 9 năm 2020 là gần 39 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định hành vi của Trần Quý Thanh đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoảng 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò là chủ mưu cầm đầu. Như vậy, so với kết luận điều tra hồi tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra bổ sung, lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng hai con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay theo Bộ Công an là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà các bị can buộc những doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Khi bên vay băn khoăn lo lắng về việc này, các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín tiềm năng tài chính, ký các cam kết bán lại, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản. Sau khi chủ tài sản bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Bộ công an xác định hành vi trên của Bích là theo chỉ đạo của cha. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Vương, Trần Ngọc Bích, đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tài khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Dân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật. Ngày 8 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại chính địa điểm đối với ba bị can.